Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình hướng dẫn cho anh em tạo ví full fund để sau này các bạn để áp vào rút cái độc cần CHNR các bạn. Đây thì chưa cho rút nhưng mình hướng dẫn các bạn tạo ví rồi sau này áp ví và sau này có thể rút thì các bạn rút về ví này nha các bạn. Thì để làm được dán các bạn lấy cái phần link mô tả của mình thì nó ra một cái giao diện là My Full Fund Wallet này các bạn. Đây là cái ví điện tử thôi các bạn. Rồi bấm bỏ cái này đi các bạn. Hiện rồi quảng cáo bỏ đi. Các bạn bấm vào một là Career Wallet giúp mình nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn nhập password. Các bạn lưu ý nhập password dễ nhớ thôi nha tất cả các bạn. Sau khi các bạn bấm vào password xong các bạn create new wallet nha các bạn. Màu xanh nha các bạn. Rồi các bạn nhớ các bạn download cái mã 30k này nè các bạn. Cái file 30k này nè. Bạn download giúp mình các bạn. Sau khi anh em tải cái file CreateStore này bạn thì tất cả nó sẽ về một cái, tất cả các bạn phải lưu ý, các bạn phải giữ cái một cây đó, nó về cái file này nè các bạn. Các bạn phải giữ quan trọng các bạn. Nó cái chữ OTP nè các bạn, thì các bạn mở qua thì nó có một cái dòng, một cái dòng như một cái địa chỉ ví các bạn. Cái đó là cái để, cái đó là để khôi phục ví nữa các bạn. Rồi bạn mở lên. Rồi các bạn bấm vào Confirm and Account nè các bạn. Đây thì cái mã này là cái mã 3 zip cây để các bạn đăng nhập. Các bạn cũng lưu ý các bạn. Các bạn cũng lưu cái mã 3 zip cây này lại luôn các bạn. Lần sau chép lên nè. Rồi các bạn lưu qua một cái ghi chú nào đi nha các bạn. Rồi các bạn copy lên nha các bạn. Lần sau chép lên nè. Rồi các bạn bấm vào Access My Wallet nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn bỏ cái chưa bạn. Tôi đang lót các bạn ơi. Này cũng rất là dễ thôi các bạn. Sau khi bấm máy kêu ra trong thông báo các bạn tắt bỏ trong thông báo này nha các bạn. Rồi tiếp tục thì Clef the wallet này thì các bạn mình không biết nha. Còn cái chữ cái key store file thì các bạn tải là các bạn đăng nhập bằng cái tải thôi, cái đó các bạn. Bằng cái file tải UTC của tất cả các bạn nha các bạn. Hoặc là có các bạn có thể nhập qua mã 3 zip cây nè, Mnemonic Cell thì này cũng chủ bảo mật thôi. Còn cái dòng mà các bạn copy cái dòng 3 zip cây á các bạn. Là 3 zip cây các bạn đăng nhập bằng 3 zip cây cũng được các bạn, hoặc là key store này thì có phải tay dài đi. Bạn đăng nhập hình thức nào cũng được. Các bạn chỉ việc bắt cái dòng mà các bạn copy hồi nãy nha các bạn. Mã 3 zip cây các bạn. Rồi các bạn bấm unlock thôi các bạn. Ok, như vậy là các bạn đã vào được một cái ví là full xanh nha các bạn. Đây là địa chỉ nhận của mình nha các bạn. Wallet. Các bạn cái địa chỉ bullish address này bạn là cái địa chỉ nhận của chí full xanh của mình nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc mình.